Lee Hyun Wook thủ vai thiếu gia Han Ji Young độc ác trong phim Mai. Bộ phim đang gây sốt trên màn ảnh Hàn Quốc. Thể hiện hoàn hảo hàng loạt mặt tối của nhân vật Han Ji Young, nam diễn viên Lee Hyun Wook cũng chịu vạ lây. Trên các diễn đàn phim ảnh, một bộ phận khán giả cũng không kìm được sự ác cảm đối với Lee Hyun Wook. Một netizen cảm thán, nhìn mặt anh ấy thôi cũng làm tôi thấy khó chịu lắm rồi. Đặc biệt, tài tử sinh năm 1985 tiết lộ, mẹ ruột cũng ghẻ lạnh luôn cả anh sau khi xem phim Mai. Lee Hyun Wook dở khóc dở cười chia sẻ, dạo này giao tiếp giữa tôi và mẹ đã giảm đáng kể, đừng vứt bỏ con mà mẹ ơi. Trước sự trù dập và nguyền rủa của dân mạng, Lee Hyun Wook cũng bật mí, nhân vật Han Ji Young của mình sẽ còn sống rất lâu trong phim. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lee Hyun Wook cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Với vai diễn có độ khó cao và thay đổi thái độ liên tục như Han Ji Young, nam thần 35 tuổi biểu lộ rõ từng sắc thái của nhân vật ở mỗi tình huống. Anh cho thấy bản thân nắm bắt vững tâm lý Han Ji Young, đủ để khán giả cảm thấy rõ cái ác tiềm tàng trong người Han Ji Young được cất giữ từ rất lâu và chỉ chờ đến thời gian chín mùi để bộc phát hoàn toàn. Trên mạng xã hội, cũng có nhiều fan nữ tuyên bố sẵn sàng tha thứ cho cái ác của Han Ji Young và thông cảm cho Lee Hyun Wook vì anh quá đẹp trai. Gương mặt nam tính và vóc dáng săn chắc gọn gàng của sao Hàn họ Lee trong Âu phục khiến người hâm mộ thổn thức. Trước Mai, Lee Hyun Wook được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim Người lạ đến từ địa ngục, Truy tìm, Tiền bối đừng đánh màu son đó, Ali. Ngoài đóng phim, anh còn là diễn viên kịch. Trong phim Mai, Lee Hyun Wook thủ vai Han Ji Young, gã chồng bệnh hoạn khiến khán giả ấn lạnh. Đằng sau vẻ ngoài điển trai tri thức, Han Ji Young chính là gã chồng ác ma đáng sợ. Ám ảnh với tuổi thơ nhiều bất hạnh, Han Ji Young lớn lên với vỏ bọc, cáo già đội lốt Niter chính hiệu. Không đơn thuần là kẻ mưu mô thủ đoạn trên thương trường, Ji Young còn là một gã chồng giả dối đến ghê rợn. Bên ngoài hết lòng yêu vợ, Ji Young ngấm ngầm đưa tình cũ về sống chung dưới một mái nhà, lén lút vụng trộm với nhau, dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ. Khi bị phát hiện, gã chồng tôi liền nhanh chóng giả vẻ ngây ngô, biến mình thành nạn nhân và đổ hết mọi lỗi lầm về phía tình cũ. Chiếc mặt nạ ác nhân của Ji Young khiến người xem thật sự phải giật mình khi chứng kiến. Han Ji Young bị ném đá nhiều bao nhiêu, chứng tỏ diễn xuất của Lee Hyun Wook xuất sắc bấy nhiêu. Tuy nhiên ít ai biết rằng, sự nghiệp của nam diễn viên khá chông gai vì từng bị gia đình phản đối kịch liệt. Vô tình có cơ hội thử sức với diễn xuất khi đang học năm thứ nhất trung học, Lee Hyun Wook sau đó đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc được xuất hiện trên màn ảnh, sân khấu. Anh quyết tâm đến Seoul để theo học diễn xuất, bất chấp việc bị bố mẹ phản đối. Một số báo chí Hàn cho biết bà là người duy nhất ủng hộ Hyun Wook trên con đường chinh phục ước mơ. Chính bà đã âm thầm viện trợ cho người cháu này trong khoảng thời gian học diễn xuất và anh đã giữ được lời hứa đó khi sau này đã học và tốt nghiệp tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, khoa diễn xuất. Lee Hyun Wook từng chia sẻ, trong khoảng thời gian học tập, anh đã liên tục nghi ngờ về năng lực của mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng rất nhiều. Có một khoảng thời gian, Hyun Wook thậm chí còn xin nghỉ sang Nhật Bản để thử sức và tìm lại bản thân. Sau khi học xong, Lee Hyun Wook cũng không vội vào nghề ngay mà đã đi nghĩa vụ và tiếp tục nghĩ tới việc bỏ nghề trong thời gian phục vụ quân ngũ. Đáng mừng là sau đó, Lee Hyun Wook đã vượt được qua rào cản để vững bước trên con đường sự nghiệp. Sau khi vượt qua được mặc cảm của bản thân và sự cấm cản của gia đình, Lee Hyun Wook chính thức vào nghề từ năm 2008 và có ngay cho mình vai chính trong The Camel. Liên tiếp những năm sau đó, nam diễn viên nhận về không ít vai diễn lớn trong loạt phim điện ảnh và cũng bắt đầu dấn thân sang địa hạt truyền hình. Ngoài ra, anh cũng là một gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch. Vốn được đào tạo bài bản về mặt diễn xuất ngay từ khi học trung học, dễ hiểu khi Lee Hyun Wook nhận về vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn và các đồng nghiệp. Tuy nhiên, suốt hơn 10 năm chật vật theo nghề, dù năng lực được thừa nhận, nhưng Lee Hyun Wook lại không có được sự nổi tiếng xứng đáng với mình. Với khán giả, Lee Hyun Wook là một gương mặt khá quen, nhưng họ lại không thể nhớ ra tên của anh chàng và thường gọi Hyun Wook bằng tên của các nhân vật mà anh từng đảm nhận. Có tài năng, sự nỗ lực và cả vẻ bề ngoài. Cuối cùng may mắn cũng chịu mỉm cười với Lee Hyun Wook khi anh nhận được vai diễn nặng ký trong Mai. Tuy đây không phải lần đầu tiên đảm nhận vai phản diện, nhưng với màn lột tả một cách xuất sắc, độ biến thái, đểu giả trong con người nhân vật Ji Young, Lee Hyun Wook đã chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Nhân vật này mang về cho anh vô số gạch đá. Tuy nhiên, với một diễn viên đảm nhận vai phản diện, đây lại là một kiểu thành công. Lee Hyun Wook cũng rất vui vẻ và tự hào khoe trên trang cá nhân về việc mình ăn no gạch từ khán giả của Mai.